Tinh tấn tu học bồ thí, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Tuy ở nơi ồn náo mà tâm vẫn tịch tĩnh, luôn tinh cần tu tập hạnh chân viễn ly. Đối với chúng đại bồ tát chân tịnh như vậy, mà vị kia sanh tâm kiêu mạn khinh khi chê bai mắng chửi. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát ấy đã xa lìa bát nhã ba la mật đa vì không có phương tiện thiện xảo. Nên tuy ở đồng trống 100 do tuần, nhưng nơi ấy tuyệt đối không có cầm thú hung dữ, rắn độc giặc cướp, chỉ có quỷ thần la sát vân vân dạo chơi cư ngụ trong đó. Người ở nơi thanh vắng kia, mặc dù trải qua 1 năm, 5 năm, 10 năm, hoặc cho đến trăm ngàn ước năm, hoặc hơn số đó nữa, tu hạnh viễn ly, nhưng không biết rõ về hạnh chân viễn ly. Nghĩa là các chúng đại Bồ Tát tuy ở chỗ ồn ào mà tâm tịch tĩnh, tránh xa các phiền não nghiệp ác và các tác ý thanh văn độc giác, phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, các đại bồ tát tuy ở mãi nơi đồng trống, lại xen tạp tác ý địa vị thanh văn độc giác, rất ưa thích mà chấp trước vào hai địa ấy, nương theo pháp hai địa ấy mà tu hạnh viễn ly, lại sanh tâm đắm chìm vào hạnh này. Người này mặc dù tu hạnh viễn ly nhưng không thuận theo tâm của chư Phật. Thiện hiện nên biết, ta khen ngợi các đại bồ tát chân hạnh viễn ly, nhưng các bồ tát đó không thành tựu trong hạnh chân viễn ly, ta không thấy vị ấy có hành tướng tương tự như vậy. Vì sao? Vì đối với hạnh chân viễn ly đó, vị ấy không ưa thích, chỉ thích siêng năng tu hạnh viễn ly của thanh văn độc giác. Thiện hiện nên biết, khi đại bồ tát ấy tu hạnh không thanh tịnh, thì ma đến trên hư không vui mừng khen ngợi, nói với đại sĩ: lành thay, lành thay, ông có thể siêng năng tu hạnh chân viễn ly. Hạnh viễn ly này được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác khen ngợi. Ông siêng năng tinh tấn tu học hạnh này thì mong chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát ấy chấp vào pháp hạnh viễn ly của nhị thừa, tu tập cho là tối thắng, nên khinh khi chê bai những vị trụ bồ tát thừa. Tuy ở nơi ồn náo nhưng tâm tịch tĩnh, thành tựu thiện pháp. Lại nói với Bí Xô, vị ấy không thể tu hạnh viễn ly, thân ở nơi ồn náo, tâm không tịch tĩnh, không thành tựu pháp lành. Thiện hiện nên biết, đối với đại bồ tát được Phật khen ngợi trụ vào hạnh chân viễn ly, thì đại bồ tát kia khinh khi chê bai, nói là ở nơi ồn náo, tâm không tịch tĩnh, không siêng năng tu hạnh chân viễn ly. Đối với các bồ tát sống trong huyên náo mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác không khen ngợi, lại tôn trọng khen ngợi, bảo chẳng ồn ào phức tạp, nơi tâm tịch tĩnh có thể chân chánh tu hành được hạnh chân viễn ly. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát ấy đáng lẽ phải gần gũi cúng dường cung kính như Thế Tôn, nhưng lại không gần gũi cúng dường cung kính mà ngược lại còn sanh tâm khinh miệt. Đối với kẻ ấy nên xa lìa, không nên gần gũi cúng dường cung kính bạn ác, ngược lại nên gần gũi cúng dường cung kính như thờ Thế Tôn. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát ấy đã xa lìa bát nhã ba la mật đa vì không có phương tiện thiện xảo, nên vọng sanh các chấp trước riêng biệt. Vì sao? Vì người kia nghĩ như vậy, điều ta tu học là chân viễn ly, cho nên được loài phi nhân khen ngợi hộ niệm. Người ở thành ấp thân tâm tán loạn thì ai sẽ hộ niệm cung kính khen ngợi? Do đó đại bồ tát ấy tâm nhiều kiêu mạn, khinh miệt các chúng đại bồ tát khác, nên phiền não nghiệp ác luôn luôn tăng trưởng. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát này đối với chúng đại bồ tát khác là chiên đổ la ô uế. Mặc dù tướng giống đại bồ tát, nhưng đó là đại giặc lớn trong trời người, dối gạt người trời Atula vân vân. Thân vị ấy mặc pháp y của sa môn nhưng tâm luôn luôn thích làm việc trộm cướp. Những người nào có tâm hướng đến bồ tát thừa thì không nên gần gũi cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen người ác đó. Vì sao? Vì bọn người này có tâm thượng mạn, bên ngoài giống bồ tát nhưng bên trong nhiều phiền não. Cho nên này thiện hiện, nếu đại bồ tát thật sự không xả bỏ trí nhất thiết trí, không bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thâm tâm muốn cầu trí nhất thiết trí, muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì lợi ích an lạc các hữu tình, thì không nên gần gũi cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen người ác như thế. Thiện hiện nên biết, các đại bồ tát nên luôn tinh tấn tu sự nghiệp của mình, nhàm chán xa lìa sanh tử, không chấp vào ba cõi. Đối với bọn người giặc ác chiên đổ la ấy, phải luôn luôn phát sanh từ bi hỷ xả với họ,
Mà nghĩ như vậy, ta không nên gây ra những tội lỗi như người ác kia. Giả sử gặp phải thất niệm như hắn thì nên biết rõ để mau trừ diệt. Cho nên này thiện hiện, các đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thì phải biết rõ ràng về các việc của ác ma, nên siêng năng tinh tấn tránh xa, diệt trừ những tội lỗi như Bồ Tát kia đã tạo, nên cần cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nữa, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát ý lạc tăng thượng muốn chứng vị